Tôn trọng quyền tự do của người dân được cho là một trong những nguyên nhân khiến chính phủ nhiều nước phương Tây chậm trễ trong việc ngăn chặn bùng phát dịch COVID-19. Giờ đây, trước các diễn biến khó lường của cơn đại dịch, nhiều người đang tự hỏi đâu là giới hạn của quyền tự do cá nhân xét trong mối quan hệ với công ích. Cần khẳng định giáo lý của Đạo Công giáo thừa nhận tự do như là một giá trị căn bản của mỗi cá nhân với tư cách là một nhân vị tự do là điều đặt con người lên trên hết các loài và làm cho họ giống với hình ảnh của thượng đế hơn đó là một quyền cơ bản của mỗi người mà không ai có quyền ngăn cản hoặc hạn chế tước bỏ quyền tự do cá nhân sẽ làm cho một người mất đi tính độc đáo khiến họ không còn khả năng đưa ra những lựa chọn riêng và chịu trách nhiệm về những hành động của chính bản thân mình điều này giải thích vì sao chính phủ các nước khá cân nhắc khi đưa ra những quyết định hạn chế quyền tự do đi lại của người dân và phần nào dẫn đến phản ứng chậm trễ như đã thấy nhưng quyền tự do cá nhân không có nghĩa là ai muốn làm gì thì làm là những thành viên của một cộng đồng từng hành động của mỗi người chúng ta đều có tác động đến mọi người khác một cách tích cực hoặc tiêu cực thói quen ngăn thịt động vật hoang dã và thiếu thức vệ sinh công cộng của người trung quốc được cho là đã biến vũ hán thành tâm chấn đầu tiên của cơn đại dịch ở hàn quốc do không ý thức được khả năng lây lan của virus corona việc tự do đi lại và hành đạo của các thành viên giáo phái tân thiên địa đã làm cho dịch bùng phát trên cả nước trong những trường hợp này chính phủ các nước có quyền và cần phải đưa ra những biện pháp hạn chế quyền tự do cá nhân để đảm bảo lợi ích chung của toàn xã hội Tìm được sự cân bằng giữa tự do cá nhân và công ích. Đặt công ích là nguyên tắc nền tảng hướng dẫn mọi hành động trong đời sống là đòi hỏi của giáo hội đối với mỗi người tín hữu và là cách thức mà mỗi người chúng ta có thể sống tin mừng trong thực tại trần thế.